nghệ thuật chế tác thi công tiểu cảnh sân vườn hồ cá coi hòn Non Bộ Phạm Công Tiến xin được kính chào quý vị và các bạn yêu thích nghệ thuật trên toàn quốc. Và hôm nay tháng 10 năm 2021, Công Tiến lại hình thành thêm một vài những tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh tế tiêu biểu. Và video ngắn này, Công Tiến xin ghi lại thông điệp về những tác phẩm nghệ thuật gửi tới quý các anh chị yêu thích nghệ thuật trên toàn đất nước. Và trong tương lai 2022, quý các anh chị nào có nhu cầu được tư vấn thiết kế về tiểu cảnh sân vườn, hồ cá coi, đặc biệt là hòn Non Bộ, thì đây sẽ là thông điệp gửi tới quý các anh chị cảm nhận thêm một lần nữa những tác phẩm nghệ thuật nối tiếp những tác phẩm nghệ thuật mà Công Tiến đã kiến tạo được cho quý các anh chị. Và mong muốn trong tương lai sẽ đủ duyên nhiều hơn với quý các anh chị. Vâng, kính thưa quý vị, nghệ thuật chơi tiểu cảnh sân vườn hồ cá coi, đặc biệt là hòn Non Bộ, là một thú chơi thực sự tao nhã, đã có từ rất xa xưa. Với những không gian biệt thự nhà vườn, việc có một tiểu cảnh hồ coi và hòn Non Bộ chắc chắn rằng sẽ vô cùng ý nghĩa. Những tác phẩm nghệ thuật sẽ tạo cho chúng ta một niềm vui, một cảm xúc trong không gian sống. Với những tiêu chí đó thì Công Tiến hàng năm không ngừng nghỉ nghiên cứu và cho ra rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật, những chất liệu đá phù hợp với những không gian cũng như tuổi mệnh, phong thủy của từng gia chủ. Bằng trong năm 2021 vừa rồi thì Công Tiến cũng đã ghi dấu ấn được rất nhiều các tác phẩm trên toàn quốc, trải dài theo khắp đất nước Việt Nam. Công Tiến nhận tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh sân vườn hồ cá coi, đặc biệt là hồ Non Bộ trên toàn đất nước. Quý các anh chị có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội tư vấn cho quý các anh chị nhiều hơn. Và bây giờ Công Tiến sẽ đi lại chi tiết từng tác phẩm nghệ thuật để các anh chị cảm nhận được về trình độ tay nghề cũng như chất liệu đá của thiên nhiên. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một trong những tác phẩm thuộc về hàng Trung, ở chất liệu đá tuyết sơn và được bố cục theo tích tam sơn. Vâng, với những tác phẩm đá tuyết sơn như thế này thì những gia chủ nào có bản mệnh là thủy, ví dụ như sinh năm 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983 thì chất liệu đá này sẽ thuộc về ngũ hành tương sinh, tức là kim sinh cho thủy, sẽ rất hợp với những tuổi mà Công Tiến vừa nêu. Và với những gia chủ nào có mệnh mộc, ví dụ như sinh năm 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981 thì chất liệu đá hộp đen này cũng sẽ thuộc ngũ hành tương sinh, tức là thủy sinh cho mộc. Vâng, xưởng chế tác của Phạm Công Tiến hiện tại còn trên dưới 30 tác phẩm lớn nhỏ cũng như các chất liệu đá khác nhau. Và trong tương lai, Công Tiến mong sao quý các anh chị yêu thích nghệ thuật có nhu cầu được tư vấn xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933, và chắc chắn quý các anh chị sẽ cảm nhận thấy được một sự am hiểu các chuyên sâu về phong thủy ứng dụng tùy theo diện tích không gian của quý vị cũng như tuổi mệnh của mỗi gia chủ đến với nghệ thuật chế tác thi công tiểu cảnh sân vườn hòn Non Bộ của Công Tiến. Chắc chắn quý các anh chị sẽ cảm nhận thấy được sự kinh nghiệm dày dặn trong chuyên môn, sự hiểu biết trong ứng dụng của phong thủy, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý các anh chị. Không quan trọng quý các anh chị ở đâu, dù có làm lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, xa hay gần, đối với Công Tiến được
gặp gỡ, được tư vấn, được giao lưu và kiến tạo cho quý các anh chị những tác phẩm nghệ thuật đẹp. Đó là nguồn vui, nguồn cảm xúc trong sự nghiệp. Mong kiến tạo cho quê hương, cho quý các anh chị có được những điều mình mong muốn. Và video ngắn này cũng đủ để quý các anh chị cảm nhận về sự tinh tế, sự trau chuốt hài hòa của một tác phẩm nghệ thuật. Dĩ nhiên, đá là một trong những chất liệu hoàn toàn tự nhiên, được thiên nhiên ban tặng cho con người. Nhưng để có một tác phẩm đẹp hút hồn như thế này thì phải đòi hỏi rất nhiều các công đoạn, từ khâu lựa chọn nghiên cứu, tìm kiếm nhiên liệu, cũng như quá trình hình thành bố cục để cho ra một tác phẩm có tỷ lệ cân đối hài hòa giữa thân và bệ. Và đặc biệt, hệ thống bonsai cũng được trang trí để tạo lên một sự cuốn hút trong một tác phẩm nghệ thuật được gọi là giá trị. Vâng, đây là một trong những tác phẩm rất tiêu biểu trên xưởng cho tới tháng 10 năm 2021 mà công Tiến vừa hình thành tạm thời cho thử nghiệm. Vâng, tác phẩm này ít nhiều cũng có thể làm các anh chị cảm nhận thấy được về sự tinh tế, sự hài hòa trau chuốt. Và dĩ nhiên, nếu như thi công tới khuôn viên nhà các anh chị thì chắc chắn rằng sẽ đẹp hơn rất nhiều, vì tại xưởng công Tiến chỉ dựng mô hình một cách cơ bản để các anh chị cảm nhận thấy về bố cục. Còn quá trình thi công sẽ rất nhiều các trang trí chi tiết thêm về đây nữa, đến lúc đó tác phẩm của chúng ta sẽ đẹp hơn. Công Tiến nhận tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh sân vườn hồ cá coi, đặc biệt là hòn Non Bộ trên toàn đất nước Việt Nam. Quý các anh chị có nhu cầu xin liên hệ cho Phạm Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ duyên chia sẻ cho quý vị. Vâng, với 18 năm kinh nghiệm làm trong nghề bonsai nghệ thuật, chắc chắn quý các anh chị sẽ cảm thấy thực sự yên tâm, tin tưởng, hài lòng với những gì Công Tiến đã từng thể hiện cho quý khách hàng trên toàn đất nước. Và trong tương lai, chắc chắn sẽ còn nhiều những điều tinh tế hơn mà Công Tiến hứa hẹn mong muốn kiến tạo cho quý các anh chị. Rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật với các kích thước cũng như chất liệu đá khác nhau mà Công Tiến đang dựng mô hình trên xưởng, để những quý các anh chị nào ở gần có thể qua thành phố Phủ Lý liên hệ cho Công Tiến sẽ được thực mục sở thị, mắt nhìn và tay sờ cảm nhận thấy được những tác phẩm nghệ thuật mà Công Tiến đã dựng mô hình ở đây. Đá tuyết sơn là một trong những chất liệu đá bán quý được quy về hành kim. Đây là một trong những chất liệu đang thịnh hành và được rất nhiều các quý các anh chị yêu thích chọn làm hòn Non Bộ. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một trong những tác phẩm mini mà Công Tiến hình thành sẵn với những không gian nhỏ, quý các anh chị không có điều kiện để có thể đào âm xuống thì có thể sở hữu luôn tác phẩm có sẵn. Vâng, để có một tiểu cảnh sân vườn đẹp thì chắc chắn rằng sẽ có 3 phần: phần hồ thủy sinh, phần Non Bộ thác nước
và phần thảo nguyên phía bên ngoài. Và tùy theo mỗi không gian của quý vị đến với Công Tiến, chắc chắn quý vị các bạn sẽ thấy được một sự am hiểu chuyên sâu. Và từ lý thuyết đến thực hành, Công Tiến sẽ làm hài lòng quý vị và các bạn, kể cả những gia chủ khó tính nhất. Công Tiến hy vọng và mong muốn trong năm 2022 sẽ được nhiều duyên và gặp gỡ nhiều quý các anh chị có nhu cầu hơn, để Công Tiến thỏa sức đam mê sáng tạo và cống hiến cho quê hương, cho quý các anh chị nhiều những tác phẩm nghệ thuật tinh tế hơn thế nữa. Mọi chi tiết xin liên hệ cho Phạm Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933.